Xin chào tất cả các anh em nha. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, mình đã có gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận hai token HIZ nha các bạn. Nay nó có liên form cho mình rút tiền, các bạn nào có làm dự án theo mình thì vào rút tiền các bạn. Để rút được các bạn click cái phần link mô tả của mình nha các bạn. Rồi các bạn điền lại thông tin cho form nha các bạn. Vì trang trader của mình nó bị phá hạt cho nên mình đang support gỡ ra, mình mới tiếp tục đăng video cho tất cả các bạn nha các bạn. Qua nay mình cái trang trader của mình ấy rồi các bạn điền lại username Telegram mình các bạn. Khi nào mình rồi các bạn bắt lại địa chỉ với RC20, các bạn gửi cho bot hỏi trên trí nào thì các bạn lấy lại địa chỉ gì đó các bạn. Mình thì dùng địa chỉ chocolate thì mình gửi lại địa chỉ chocolate các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi bảo mình dùng địa chỉ ETH này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ETH lại nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nha các bạn. EC10 wallet nè. Rồi nó kêu các bạn đăng ký một cái tài khoản CRED24, các bạn nhấp vào đường link này nè các bạn. Các bạn đăng ký một cái tài khoản nha, rồi các bạn lấy địa chỉ với cho link của nó, TDX gửi cho nó các bạn. Rồi là gửi lên một bức ảnh Igang, chụp Igang này cho nó các bạn. Rồi để mình qua bên sàn ấy mình chụp các bạn. Để mình đăng nhập vào tài khoản CRED24 mới được. Rồi các bạn bắt tài khoản này các bạn. Các bạn lựa xuống cái chữ TDX nè, nhấp vào chữ nào tiền nè. Khoan các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Rồi các bạn địa chỉ TRX này nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Để mình chụp màn hình các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Khoan. Rồi các bạn chờ lại một cái rồi các bạn bắt địa chỉ TRX vào đây nè. À không ai đăng luôn màn hình các bạn. Rồi các bạn match địa chỉ account này nè các bạn. Các bạn copy nha các bạn. Chết bà không ăn các bạn. Dán vô. Rồi các bạn kiểm tra đầu đuôi chính xác các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn gỡ lên một cái bức ảnh các bạn chụp hồi nãy nè. Dưới một mây. Chết. Rồi các bạn chọn vào thiết bị nha các bạn. Rồi các bạn gỡ bấm nút tải lên nha các bạn. Các bạn gỡ lên một bức ảnh cho nó nha các bạn. Bức ảnh nào dưới một mê các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại cái này thì câu trả lời của bạn. Cái này các bạn bỏ cũng được nha các bạn. Không có cần điền chỗ này cũng được. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền một token HIZ nên video đến đây kết thúc. Mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.